Ok, hai sư bạn đã trở lại với Xin của mình ha. Chào mừng bạn đến với tập tiếp theo của series Gata 5 ha. Dạ hôm nay mình sẽ là có một cái đồ chơi hơi bị xịn nữa bạn. Mình có con súng phòng không nè. Thì bữa mình mới mod vô mà mình chưa có dịp review cho các bạn xem ha. Bữa nay mình sẽ review thử cho mọi người coi để cho các bạn cảm nhận nha. Đâu rồi, đó. Đây là hai thiết bị phòng không nữa bạn, mình có thể đặt thiết bị này trên ở cái vị trí bất kỳ ha. Đây nè, để mình leo lên. Mình có thể setup nó mình để ở trên mấy cái mà chỗ mình muốn các bạn, như kiểu trên thuyền hoặc là trên trên tàu gì á, thì mình nghĩ hồi nữa mình sẽ để trên cái phà nha các bạn. Để mình thử cái độ uy tín của nó rồi. Coi nó sẽ xài được những gì ha. Để mình thử cái các bạn ơi. Rồi đây rồi, để mình nhắm bắn thử cái nha các bạn. Các bạn nó lóc lại nè. Bắn một cái tên lửa cái người dân chạy tán loạn các bạn ơi. Mà tên lửa này nó bay khá là chậm ha. Nó có tự động nhắm nè các bạn, nhưng mà nó không có nhắm vô người nha, nó chỉ nhắm vô động cơ thôi. Ở cái tầm bắn xa thì nó không nhắm được. Đây các bạn. Đó. Ôi, nó có thể bắn liên tục luôn mày ơi. Nó có thể bắn rất là nhiều quả liên tục luôn nha. Ôi, hay là thiết bị kêu để đánh chặn tên lửa các bạn ơi. Tầm thấp thôi, nó không có khả năng mà bắn xa. Mình thử tiếp. Cơ còn cái gì nữa ha. À đây. Cái này là hệ thống súng 6 nòng các bạn, để bắn cỡ gần nè. Các bạn, tầm mẹ nó bắn nè. Ui, xe đạp nó chạy các bạn. Chết liền với tôi đó. Rồi mình sẽ thử bỏ hai cái này lên chiếc phà nha, coi nó có nhận không nha mọi người. Ở đây có một thiết bị phòng không nữa nè đó, cái này để bắn máy bay gì ha đó, để mình thiết kế tàu chiến của mình này. Rồi mình sẽ đi chiến đấu với công an nha. Ôi các bạn ơi, máy tạo sân bay đấy các bạn. Ơi, mình có con tạo sân bay luôn nè các bạn. Thật là vãi đạn. Ơi, mình có cả tàu sân bay nè. Oh my god, đâu mình lái được tàu sân bay vậy? Đây các bạn. Đây chiếc tàu sân bay nha mọi người. Bự kinh khủng vậy. Ôi, nay review tàu sân bay luôn các bạn ơi. Ở sân bay thì nó không có vũ khí gì các bạn, nó chạy chậm quá. Này để mình đậu ngoài hải cảng nữa các bạn. Đó, mình sẽ tấn công với căn cứ. Ừ đúng rồi, mình sẽ cho nó tấn công với căn cứ quân sự luôn nha mọi người, coi coi ai sống ai chết nha các bạn. Từ từ, mình đang lết đi các bạn ơi. Tàu sân bay này nó lắc luôn á. Mình sẽ thử tấn công với căn cứ quân sự nha. Rồi, chỗ này không biết cập cảng được không. Rồi, được luôn các bạn ơi, chỗ này nước nó hơi cạn. Nó mắc cạn rồi đó. Mình sẽ đậu đây. Đó. Wow, cái tàu sân bay này bự đỉnh vậy. Ấy da, gãy sống lưng luôn. Trên tàu sân bay này mình thiết kế mấy cái trụ bắn được nè các bạn. Mấy cái thiết bị phòng không được nè. Ôi, nó bự quá các bạn ơi. Đâu rồi, để mình thử để lên coi nha. Đấy các bạn, được nè các bạn. Được nhá. Mình sao làm cho sao cho lính của mình lên được mấy thiết bị này ha ta. Đó. Là những thiết bị trên tàu sân bay nha. Mà chiếc tàu sân bay này nó bự quá các bạn ơi. Không biết lái máy bay cất cánh được không các bạn, để em thử cất cánh máy bay cái nha. Còn máy bay trên này cất cánh được, mình chưa biết cất cánh được hay không nữa. Bay chị. Ê, nào bắn mình nữa bạn ơi. Như có lính bắn tỉa ở đây sao. Kiếm cái máy bay nào nhỏ nhỏ thôi, thử cái cánh thôi.
cánh hạ cánh nha các bạn. Mình trả số dây 90 km/h luôn nè. Rồi cánh đi được luôn các bạn ơi, được, nó bự lắm các bạn ạ. À, nhìn nè, review tàu sân bay nữa các bạn, bữa nay mình qua tới review tàu sân bay luôn nè. Mà mất tiêu rồi các bạn ơi, mình chỉnh cái mod sao mà quá khoảng cách lại tự động xóa mấy cái thiết bị. À thì là máy bay chiến đấu ha. Đó, bay quân cứu quân sự nè. Đứa nào ngon bắn đâu rồi. À có một chiếc máy bay rồi, hay quá. Hạ à, gục. Kìa có tiêm kích đuổi theo mình các bạn. Tên lửa nó đang ngắm mình nữa các bạn. Kìa con tiêm kích nè, mày bị phát hiện rồi con. Hay quá. Mày ra đi nha. Chúng nè, gượt hai. Ông chùm lái tiêm kích ở đây các bạn ơi. Hay quá. Đây đây đây. Chạy dưới đâu? Chạy với chúng tôi. Một con máy bay bự nữa. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? À, khả năng lái tiêm kích này của mình đỉnh quá các bạn ơi. Mấy thằng mễ không phải đối thủ của mình đâu. Mình lái mình cần hết. 300 cân cứ mình gọi là mình chiếm được không phận rồi nè các bạn. Bắn mình nè các bạn. Có thằng nó cầm súng ở trên đó nó bắn các bạn. Tiêm kích nè. Chỉ ai? Hai con luôn các bạn, con sau lưng mình nữa kìa. Muốn bắn mình các bạn. Muốn bắn tôi hả? Đâu có dễ bạn ơi. Đâu có dễ bạn ơi. Trời ơi. Trình lái máy bay hơi bị đỉnh. Không ăn thua. À mình được rồi, để mình sẽ đắp cái hệ thống đánh nhận máy bay ngay cái trung tâm máy bay của tụi nó luôn các bạn. Chỉ dù ngay đây. Chỉ dù. À. Mình sử dụng ghế phóng dù các bạn. Mình sẽ thiết lập căn cứ quân sự ngay đây luôn các bạn. Lên. Ngon. Rồi để mình thiết lập căn cứ quân sự ngay đây. Mấy bạn phải chết. Đó. À nãy giờ mình chưa xóa sao bạn ơi. Đứng đâu rồi, ra yểm trợ tôi ơi. Đứa nào bắn tôi? Đứa nào bắn tôi đâu? Trời sáng lên mày ơi. Mấy đường. Cái nào bắn mình vậy ta? Thôi để về xuống dưới đất đi các bạn ơi. Nó không lóc được mấy chiếc máy bay này ta. Cái nào bắn mình vậy? Bắn tỉa bạn ơi, trong khu quân sự này có bắn tỉa. Khu quân sự này có bắn tỉa các bạn à. Không biết nó bắn đâu luôn. Kệ tới các bạn. Xe, hai đồng xe tới kìa. Rồi ôi, chiến hữu còn sống vậy. Đánh chặn các bạn. Đây là không đánh chặn. Tiên tiến nhất của mình mới chế ra. Đây
chiến đấu đi những người anh em. Quá trời xe luôn các bạn ơi. Xe tụi nói tới đâu mà quá trời luôn á. Ôi đông kìa các bạn. À để mình đổi vũ khí đi. Con này chú á. À, con này mới giữ nè. Đó à, mạnh chưa các bạn. Con này có thể bắn 10.000 viên trên phút luôn á. Bắn thiệt là bãi đạn. Bay ngang thì cũng hành tác dụng thôi. Bắn xuyên qua luôn nữa các bạn ơi. Ôi một chiếc con xe đã nổ xe luôn à. Lắm. Rồi để mình coi còn đội chơi nữa nha các bạn. Review cho các bạn để coi coi vũ khí quân sự còn gì xịn nữa không. Lần này thì các bạn biết rồi các bạn ơi. Bi cái này cũng chơi rồi. Máy xúc. Máy xúc này thì cũng chơi rồi. Xe tăng mini. Xe tăng mini bắn lại cho mày đó bạn ơi. Ây da. Bắn lại đâu. Mày ơi. Hết rồi bạn ơi, hết khí tài chơi rồi. Ờ luôn bắn chết luôn các bạn ạ. Để mình coi còn cập nhật gì mới nữa không nha. Máy bay à. Máy bay chắc cũng có máy bay mới đâu. Thuyền. Đúng rồi thuyền nãy có. Có con. À có thuyền lặn mới nè. Ôi ngầu vậy. Tàu cá. Tàu cướp biển. Ôi tàu ngầm hạt nhân nè. Đó tập sau chắc review hơi tàu ngầm hạt nhân cho các bạn xem. Xe đạp. Ok ha, giờ video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thích video này nhớ để lại cho mình xin một like, một subscribe để hỗ trợ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Ôi kính chống đạn mày ơi. Tàu ngầm hạt nhân. Ủa tàu ngầm nó sẽ có kích chống đạn mà bắn nó không xuyên được. Để nó chống được cái lực nước á. Để mình ngồi thử trong này coi các bạn đâu thế nào bắn xuyên được. Đúng không? Sao không xuyên được. Ấy da. Nhưng mà vẫn xuyên các bạn ơi. Vẫn xuyên. Không hiểu luôn. Để thử 6 nòng coi xuyên không. Cồ xiên các bạn ơi, lủng luôn các bạn. Lủng mẹ luôn rồi. Ok, bye bye mọi người.